cô chú anh chị ngày mới an lành ạ. Cô chú anh chị ơi, đây là khu vực chợ chợ mới mình nha. Nhưng mà đây là khu vực bán vải nè. Nhiều hàng vải rất là đẹp về cuối năm. Và có những mẫu mã mới cũng hấp dẫn nữa, cũng bắt mắt lắm cô chú anh chị. Dạ tôi cũng vừa mới cắt mấy bộ về may đây. Dạ. Vải thì đẹp mà cũng hợp với lại túi tiền của mình nữa cô chú anh chị. Mẫu mã rất là đẹp. Dạ, về cuối năm nhiều màu sắc rực rỡ và có những mẫu mới nữa nè. Không, một bước lên, cắt lên, cắt bước lên, ba bước. Bước ba mét rồi, bước hai mét rồi. Đây nữa ha cô chú anh chị ha. Đen, không đen hơn. À, nếu có dịp nào cô chú anh chị về thăm lại quê hương mình ha, thì hãy ghé vào chợ mới nè. Dạ, cô chú anh chị có đi ngang qua chợ mới thì ghé vào chọn cho mình những cái bộ quần áo, chọn cho mình những cái khúc vải đẹp, may áo dài hay là để làm kỷ niệm và làm quà cho những người thân mình hả cô chú anh chị ha. Cứ làm mặt đền luôn. Dính hết rồi, họng quầy cũng dính hết rồi. Ủa, phải cho biết bà chủ ta mới tới, ta nhìn người ta mới biết gian hàng của mình chứ. Thôi mình đi tiếp. À đây là hả, tiệm vải Kim Thương nha cô chú anh chị. Trời ơi, treo cái bảng thuốc trên trời. Treo cái bảng thuốc trên. Thôi mình đi xung quanh chợ chút xíu nha cả nhà ơi. Ủa cô, vậy là cái trang cô tên gì? Ấm áp miền Tây ha. Ấm áp miền Tây ha. Rồi nhớ đem ủng hộ nha. Mặt đó là đầu chè đầu da. Người đẹp mà cứ sợ hoài không biết sao nữa. Hàng vải đẹp lắm cô chú, nhớ vào đến tiệm vải của Kim Thư để ủng hộ Kim Thư nha cô chú anh chị ơi. Thôi mình đi tiếp vào trong chợ này xem bà con buôn bán nè. Hàng quá về cuối năm rất là đẹp. Dạ. Dễ thương lắm mà người khen cũng dễ thương luôn nữa. Em dễ thương. Dạ. Em đâu vậy? Em ở gần đây thôi. Quyện chợ quyện mình mà chợ nhà. Chị bán đây á hả? Chị bán gạo đó. Rồi chào cả nhà đi. Chào cả nhà. Chào cả nhà nè, giới thiệu tên mình luôn rồi bà con biết tới ủng hộ mình nè. À. Dạ. Thảo bán gạo. Dạ. À, chị Thảo bán gạo ở chợ mới nè cô chú anh chị. Cô chú anh chị có nhu cầu đến các loại gạo ngon thì hãy đến chị Thảo ủng hộ chị với nha. Dạ. Thôi em chúc chị ngày mới vui ngoài bán đất ha Thảo ha. Em chúc chị khỏe luôn nghe. Dạ, em cảm ơn em đi nha. Dạ. Noel an lành chị ha. Dạ, bye bye. Rồi chúng ta đi tiếp cả nhà ơi. Đây là bánh tét của cô nữa nè, cô chú anh chị. Trời, thấy bánh tét là thấy nhớ Tết liền luôn á. Có bên Tết rồi. Dạ, kế bên luôn rồi. Noel hết, qua Noel cái là tới Tết luôn rồi. Dạ. Rồi đây gian hàng của gian hàng bánh của chị nữa nè. Trời ơi, có nhiều loại bánh ngon quá trời luôn á. Nãy giờ đi mua vải trong kia tào lao lâu quá thành ra sắp sửa hết pin rồi nè. Thôi mình tranh thủ mình đi tiếp nha cô chú anh chị để hồi hết pin chứ không quay được nhiều hết trơn á. Đây là toàn cảnh chợ mới về cuối năm của mình nha cô chú anh chị. Rất là đẹp luôn và vui nhộn lắm cô chú anh chị ơi, hàng quá phong phú lắm nè. Cũng về cuối năm rồi, tất cả đều trở lại bình thường cho nên bà con mình sinh hoạt cũng rất là nhộn nhịp. Cũng rất cảm ơn tất cả những sự kiện đã qua thì bây giờ cũng trở lại bình thường. Thì cũng còn chúc cho tất cả bà con mình được nhiều may mắn và luôn vui vẻ ấm cúng về cuối năm và để chuẩn bị đón một năm mới thật là vui vẻ hơn ha cô chú anh chị ha. Đây là bánh kem Mỹ Dung nè. Trời ơi đẹp quá ha. Nhìn bắt mắt lắm ha cô chú anh chị ha. Rất là ngon. Rồi chúng ta đi vào bên trong chợ mới, trong lò nhà lồng nha. Xem. Mẫu mã về cuối năm đẹp quá. Trời ơi. Đây là
tiệm giày, gian hàng giày để làm đẹp cho chị em phụ nữ mình nè. Đẹp quá trời luôn. Đây là bánh mì thịt quay. Đây là phía trong nhà lòng chợ mới nha cả nhà. Đây là những gian hàng thịt heo tươi rất là ngon. Gian hàng của cô, con chào cô. Dạ, hôm nay qua đây con đi mua đồ nè, con đi mua vải về may đồ nè, rồi con ghé luôn, con quay luôn. Thôi con đi một chút nha cô. Dạ. Đây là những gian hàng mắm cũng rất là ngon nè cô chú chị, thơm quá. Dạ, con đi con quay phim vòng vòng khu chợ mới mình thôi chứ con không mua gì, mẹ đi chợ rồi. Cũng có mấy gian hàng không bán nè. Ngon quá. Mắm, các loại mắm rất là ngon. Thơm lắm cả nhà ơi. Đi ngang gian hàng mắm thơm quá. Còn phía ngoài nhà lồng nè là khu bờ kè. Thôi mình đi vòng ra cô chú anh chị ơi, đang cân cá rồi. Đó, bây giờ ở dưới ghe người ta đang đem cá lên để cân tiếp đặng rồi làm nè cả nhà. Thôi chúng ta đi tiếp một vòng nữa nha, đi ra ngoài xem. Mấy cô đang ngồi bán ở đây nè. Dạ, sáng giờ bán được không cô? Dạ, cũng lai rai em. Dạ. Thôi kệ vậy cũng được rồi ha. Vậy cuối năm mình cũng lai rai vậy đi thì cũng vui rồi. Dạ chứ con đi quay những cái chỗ khác cũng nghe bà con mình buôn bán cũng vắng lắm, cũng thương lắm. Dạ, như chợ mới mình buôn bán vậy là thấy cũng vui rồi ha cô ha. Mà miếng mình mạnh khỏe gì là mình rồi. Dạ. Thôi con cảm ơn cô nha, con chúc hai cô luôn mạnh khỏe và có những buôn may bán đắt ha cô ha. Dạ, cảm ơn. Dạ dạ, giờ con đi ra ngoài con quay phía ngoài. Ra ngoài bờ kè này mình quay nha cả nhà. Đây là gà vịt làm sẵn.
khu vực cá tôm rau củ ở phía ngoài bờ kè nè cả nhà ơi. Trên hết nha. Dạ đưa. Đưa anh lên trên luôn. Đưa Tuấn lên trên đó. Đưa Tuấn luôn. Đây nè, trời ơi, coi nè ông anh. Ông anh ổng. Trời vô quay trong này nè, em đang cắn nè, trời ơi. Bởi vậy thiếu sót cái vụ mà đang làm bánh. Nhớ cái vụ này mới được. Đó ông anh em là coi ông bán ở chợ mới ông anh ghê không cả nhà. Đó cái nhà mình có đi chợ mới ghé hàng bánh của ông anh mình nha. Tên gì giới thiệu luôn trời. Ở tên gì giới thiệu là chào khán giả luôn nè. Ôi em đã long luôn, văn bánh kẹp chợ mới luôn. Trời ơi dễ thương luôn. Đặc sản của chợ mới luôn. Dạ đặc sản của chợ mới luôn. Đứng nè quay vậy mới thấy nè. Chút xíu lên, chút xíu nó dở cái bánh ra là mới. Sống đĩa này đó. Chín chưa em dở giờ dở coi cái coi nè. Trời ơi một mình làm hại khôn luôn. Quá dở luôn trời, dở nhờ thật tiếc luôn. Cũng thơm ghê vậy chứ. Mình làm vậy bán được nhiều không anh? Một ngày mình bán được mấy trăm cái? Ngày cả trong ngoài cái là chị bị vô lúc này nó cũng hơi ít. Dạ. Chứ lúc trước thì bán ngày cũng được 200 bánh. Dạ. Còn nhiêu cái vậy anh? 5.000 là vậy. Đó, anh Long anh giỏi ghê không? Cái này đáng lẽ là nữ công gia chánh này là chị em phụ nữ chúng tôi nè, mà anh Long bây giờ anh dành luôn rồi. Anh dành làm luôn rồi, phụ nữ thất nghiệp rồi nè. Khéo ghê không.
coi chợ chợ về cuối năm mà, cho nên là mình cũng đi ngắm mọi thứ một chút nha cả nhà ơi, chứ mà giờ đứng đây mà coi ảnh đổ là say xưa là thôi, là chỉ có một chút phim này thôi đó. Thôi em cảm ơn anh Long ha, thì chúc anh ngày mới của mai bán đắt nha. Đó, hai em gái đến mua bánh của anh Long. Ngon ghê không? Rồi, 10.000. Rồi mình đi tiếp cả nhà ơi. Đây là khu vực bờ kè trên dòng sông Ông Trưởng mình nha. Đây hàng quá về cuối năm rất là đẹp luôn, sặc sỡ đủ màu hết. Người đẹp đang ăn không quay đâu. Thấy gian hàng nhiều màu sắc quá là quay gian hàng thôi, không quay người đẹp, biết người đẹp đang ăn mà. Lành quá trời lành luôn, tép lặng tép lội hết biết luôn. Thôi mình mua cái mâm này ha cả nhà ha. Đồ lớn đồ nhỏ. Mà lấy đồ lớn thì mua hai cái đồ lớn. Còn cái nào? Trời ơi. Giá chỉ có 100.000, quá rẻ. Anh ai mua gì ra vậy má ủng hộ nha. Rồi ai mua gì ra hả? Bán mỗi ngày luôn hả anh? Không, một tuần bán một lần à. Tuần bán lần kêu ủng hộ người ta biết kiếm ông ở đâu trời. Cái dầu cù la đó, dầu cù la gì á? Dạ, cù là Thái mà. Mình muốn test thử cho con test luôn. Cái mùa này mình muốn test thử con. Dạ. Nghĩa là mình muốn xét thử con. Nhiều chai ạ? Dạ, 35 ngàn chai, 3 chai, 100 ngàn luôn. Rồi 30 ngàn luôn. Rồi, bán cho con 1 chai luôn. Dứt khỏi, cái này gió rồi. Bao xài, bao nóng luôn. Cái hàng này con Thái mà, ý là cô thấy nó mà cô mới đánh lên, mới bóp mỏi, dứt mỏi chứ nào. Cô lấy mùi nào, mùi mặt gấu hay là mùi nào? Thường thường ai cũng xài mùi, tại vì nó có nhiều mùi lắm, như là cũng là có một cái thứ để đánh nó thôi, nhưng mà mình xài dạ đúng rồi, nó khác mùi thôi, đánh lên nó thị trang vậy. Rồi 130.000 con coi quá rẻ quá bèo. Thôi Phật ơi, mua gì mà cũng không có cái một cuốn sách hay gì bác. Nè có mà, để con cuộc lại cho nó chắc thôi. Tại cái này mình nó cũng mắc quá. Dạ kính thưa cô chú anh chị và các bạn, đây là tất cả quang cảnh của khu vực chợ mới mình ha. Còn bên đây là phía ngoài bờ kè. Dạ bà con mình buôn bán phía ngoài bờ kè như thế này rất là nhộn nhịp về cuối năm ạ. Dạ thôi tôi cũng xin tạm dừng video của mình ở đây ạ. Rất cảm ơn cô chú anh chị đã luôn yêu thương đồng hành cùng tôi trên kênh Ấm Áp Miền Tây ạ. Dạ tôi xin chúc cô chú anh chị có những ngày mới thật là an lành, thật nhiều sức khỏe. Về cuối năm thì luôn vạn sự như ý nha. Dạ chúc mọi người bình an. Dạ chúc mọi người bình an và hẹn gặp lại. Đây là gian hàng của ông bạn tên gì giới thiệu luôn nè. Tên Tú à. Dạ gian hàng của anh Tú nè. Bán hàng sale nha cả nhà. Dạ của hàng sale tuy là sale như là ba cái trăm la làng vậy đó. Dạ la làng vậy đó, hàng này hàng la làng nè, tuy là hàng sale nhưng mà cũng rất chất lượng nè cô chú anh chị, dày lắm. Cảm ơn các bạn đã xem video.
hãy chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi video mới nhé.